Cảm ơn tất cả các anh chị quay trở lại với Fire Trading Channel. Hôm nay là một ngày khá là căng thẳng và thị trường có những diễn biến rất là bất ngờ. Hôm nay thì mình nhắm cái mã CRSP cho một cái cơ hội short, và lát nữa trong cái Trading Journal mình sẽ giải thích cho các anh chị lý do tại sao mình lại muốn go short con này và mình đã lỗ bao nhiêu tiền với cái mã CRSP, và sau một cái khoản lỗ lớn như vậy mình làm gì, mình ổn định lại tinh thần như thế nào và mình tìm kiếm cái cơ hội tiếp theo bằng cách nào để mình có thể cover được cái loss của CRSP vào đầu ngày. Và hãy coi thử kết quả cuối cùng của mình trong ngày là như thế nào các bạn ha. Let's see it. Như các anh chị đang nghe thì hiện tại 330 tuần sau Moderator của Fire Trading vẫn đang hướng dẫn cho các anh chị em ở trong nhóm. Mình sẽ tắt. Em vô là 8.2. Mình sẽ tắt cái voice của Moderator để có thể chia sẻ cho các bạn những cái diễn biến trong cái day trading của mình trong ngày hôm nay các bạn ha. Ngay sau khi mà mình bị hit cái lệnh loss của CRSP rất là nặng, và cái mức lỗ 10.500 đối với mình một ngày là nó vượt xa cái giới hạn cho phép của mình. Nhưng mà một trong những cái loss, một trong những cái mistake mà mình nhận ra sau khi mình hit phải cái loss này, đó chính là cái thứ nhất là cái sai position, và cái thứ hai là mình chọn sai cái mã stop có cái lượng volume giao dịch rất là yếu vào đầu ngày để mà mình trade. Đó là một trong những cái lỗi mình rất là hay thường gặp. Và khi nào mà mình chọn sai cái mã có cái lượng volume mà nó duy trì ở cái mức thấp như vậy á, thì cái diễn biến của nó không có ủng hộ cho những cái kịch bản hay là những cái cho cái cách giao dịch của mình. Bởi vì cái cách giao dịch của mình là nó cần cái volume giao dịch các bạn. Và cũng như day trader là chúng ta cần volume giao dịch để chúng ta có thể bắt được những cái biến động tốt nhất. Và những cái biến động tốt nhất thường nó sẽ xuất hiện cái lượng volume giao dịch rất là đột biến. Và ngày hôm nay cái mã CRSP, mặc dù là nó có cái biến động lớn trong cái phiên pre-market, nhưng mà vô trong phiên cái lượng volume của nó duy trì rất là thấp để cái mức độ mà public á, họ get involved vào trading cái mã này á, ở cái mức rất là yếu. Đó là cái lỗi thứ nhất. Sau khi mình mắc một cái loss như vậy, thường thường mình sẽ kết và mình sẽ không có trade trong ngày hôm đó nữa. Bởi vì về cơ bản là từ đầu tháng 10 đến bây giờ đó, là cái lợi nhuận mình đạt được vẫn đang ở cái mức rất là tốt, và mình muốn giữ cái mức lợi nhuận đó để qua những cái ngày tiếp theo mình không có bị cái loss của con CRSP nó ảnh hưởng tới cái tinh thần của mình. Nhưng mà khi mình nhìn thấy cái biến động của cái con GSPR, nó đáp ứng, thứ nhất là đáp ứng về cái yếu tố volume giao dịch, cái thứ hai là cái sóng tăng của nó vẫn còn duy trì. Vì hai cái yếu tố đó cho nên là mình muốn thử cái mã này bằng cách là mình vô trước một cái position ở cái mức độ vừa phải. Và ngay sau khi mà nó chạy đúng theo cái nhận định của mình tiếp tục mình add vô thêm cái position đó, và cuối cùng nó chuyển thành một cái lệnh lời rất là lớn với cái mức target mình mong muốn chỉ ở cái tầm là khoảng chừng 16 đô rưỡi thôi. Nhưng mà cuối cùng nó lại hit lên tới cái mức giá là trên 18 đô, và mình đã có thể chốt được lợi nhuận ở ngay tại cái mức đỉnh đó. Cho nên cái lợi nhuận trong ngày nó vượt xa kỳ vọng và nó cover được cho cái loss của con CRSP. Nhưng tóm gọn lại thì cái lỗi của mình vẫn là để cho cái loss của con CRSP nó vượt quá cái giới hạn cho phép của mình. Và khi mà trading các bạn đừng bao giờ để những cái loss như vậy và để những cái mistake như vậy nó xảy ra một lần nữa trong cái account của mình các bạn ha. Như các anh chị thấy thì đây là diễn biến của CRSP vào đầu ngày ha. JSPR, đây là diễn biến toàn bộ biến động giá của nó cho đến hiện tại là khoảng chừng 2 giờ giờ Central Time, tức là chúng ta còn khoảng 1 tiếng nữa thị trường sẽ đóng cửa. Và chắc chắn là mình sẽ không trade thêm bất kỳ một lệnh nào nữa, bởi vì khung giờ này không phải là khung giờ day trading của mình ạ. Quay trở lại với con CRSP, lý do tại sao mà ngày hôm nay mình lại dính một cái lệnh loss của con CRSP lớn đến như vậy, và mình loss bao nhiêu các bạn? Đây là cái kết quả giao dịch của mình ngày hôm nay. Đầu ngày các bạn, mình thực hiện cái lệnh CRSP là một cái lệnh short, và mình loss là tổng cộng 10.521 đô. Và trong cái phần cập nhật của cái gain and loss á, thì mình vẫn cho thấy là cái loss của nó xảy ra vào lúc khoảng chừng là 9 giờ rưỡi giờ Central Time. Đây là cái lệnh đầu tiên của CRSP các bạn. Lý do tại sao mình đánh cái mã này?
Chúng ta thấy là cái mã này ngày hôm qua nó đóng cửa ở cái mức giá nó khoảng 102, 103. Cho tới gần sát cái giờ market thì nó đang ở cái mức giá là 91, 92. Tức là sau một đêm mà con này nó drop khá là nhiều do cái bad news các bạn, do cái tin xấu của nó. Thì thường thường những cái mã này đó, nó hay hồi lên và sau đó nó sẽ tiếp tục nó rớt xuống còn mạnh hơn nữa. Thì cái mà mình expect á, là mình trông đợi một cái cú rớt như thế này nè, thì mình sẽ ăn một cái lệnh, một cái biên độ có thể rất là lớn, có thể lên tới 5-7%. Nhưng mà các chị thấy là diễn biến của nó sau khi mở cửa thì sao các bạn? Đúng rồi, đây là cái giai đoạn á mà mình nhảy vô mình short nó. Mình thấy nó có một cái cú rớt rất là nhanh, mình chờ. Mình luôn luôn mình chờ 5 phút đầu tiên, mình không có vô lệnh liền ha. Và mình nhảy vô mình short ở đây, xem mình thấy nó có dấu hiệu nó bị chững lại. Và kỳ vọng nó sẽ rớt mạnh như vậy, cái lệnh nó sẽ lời rất là nhanh. Nhưng mà sau đó nó bùm thẳng lên, bắt buộc mình phải exit ngay chỗ đây các bạn. Exit ngay lập tức ở ngay cái mức giá mà mình đã chấp nhận là mình sai. Đây là điểm get in và đây chính là điểm mình get out. Đúng không ạ? Rồi, tiếp một cái lệnh tiếp theo. Sau khi á, mà mình thấy cái mã này nó đẩy lên tới mức giá là 97, 98, mình không short nữa, mình sẽ chờ nó pullback để mình nhảy vô mình short. Và cái điểm mình short tiếp theo cũng rất là hợp lý, mình short ngay chỗ vùng giá là 95 và 95,78. Và khi mà con stock này nó rớt xuống tới cái mức giá là bao nhiêu ạ? 94,57. Ở tại thời điểm này, cái lệnh của mình nó đã có lợi nhuận rồi. Và lợi nhuận của này nó trên khoảng chừng 1%. Nhưng mà vì nó đi theo đúng cái hướng đi của mình muốn các bạn, cho nên là mình muốn keep going a little bit. Là mình muốn giữ nó xuống tới mức giá khoảng chừng 93, thậm chí là 92 đô một share. Thì khi này nè, cái lệnh mà mình vào cái lệnh sau nó lớn hơn lệnh thứ nhất, thì cái lợi nhuận của nó sẽ rất là hấp dẫn. Nhưng mà cuối cùng các anh chị thấy là biến động của nó không hề dễ chịu. Cái lệnh short này, khi mà nó vượt lên á chị, mình chấp nhận, mình chờ thêm một tí xíu nữa. Nhưng mà lúc mà nó bắn qua khỏi cái mức kháng cự là 90, khoảng chừng 96, 96.5 nè, nó lên tới tiềm cận 97 lần, mình chấp nhận mình get out ở đây. Và từ một cái lệnh lời nó chuyển thành một cái lệnh lỗ, cho nên cái con này nó hit một phát là 10.500 đô. Cái size của mình ở đây á, đó là mình chọn đánh một cái ticker có cái lượng volume duy trì quá thấp. Volume duy trì ở đây á, nó chỉ có ở mức là trên dưới là mười mấy ngàn cho tới 20.000 share cho một cái nến một phút. Đây không phải là một cái con stock có biến động đáng để cho day trading. Và mình chọn cái mã này, tức là mình đã chọn bị sai. Và mình chấp nhận mình curse và mình sẽ không trade lại con này nữa. Mình chuyển qua cái mã tiếp theo thì mình thấy á, là cái con JSPR đó nó được pump lên khá là mạnh. Và khi mà nó được pump lên như vậy á, cái thời điểm mà mình phát hiện con này đó các anh chị, là mình phát hiện nó đang ở trên đỉnh này nè. Lúc mà mình biết là nó đang ở trên đỉnh này rồi, cho nên là mình không có thể nào mình get in được nữa. Và mình sẽ chờ cho nó pullback. Đúng không ạ? Cái giai đoạn mà nó pullback thì đây chính là cái thời điểm là mình nhảy vào cái position của mình. Đơn giản thì là mình đánh một cái cú break out theo cái đường kháng cự chéo này, đúng không ạ? Mình vẽ ở đây và mình entry on cái potential break out. Vị trí của mình vào lệnh. Sau khi mình vào lệnh xong á, nó pump lên đây, nó pullback, nó vẫn chưa có về lại cái giá break even của mình, mà nó chỉ là một cái đợt pullback nhẹ thôi. Mình tiếp tục mình add thêm ở đây nữa các bạn. Mình add more bởi vì mình kỳ vọng là nó có thể quay trở lại cái đỉnh cũ của nó ở đây nè các anh chị. Cái đỉnh cũ của nó ngày hôm nay đó là mức giá là khoảng chừng là 17.3. Sau khi mình vô lệnh xong thì mình thấy nó đi theo đúng cái hướng của mình và mình cứ tiếp tục mình keep cho tới khi nó hit lại cái đỉnh cũ của nó và nó đẩy qua cái đỉnh cũ, nó dừng lại, nó đẩy thêm một cây nữa. Thì nhờ vào cái cây mà nó đẩy mạnh như thế này các anh chị, là mình thấy là đã đủ sở hữu để có thể get out rồi. Bởi vì từ cái mức giá mình vô cho tới cái mức đỉnh của nó đó, nó lên tới là 26%. Nó vượt quá cái mong đợi của mình cho một cái lệnh giao dịch, cho một cái lệnh day trading. Cho nên là mình get out ở đây. Và cái lợi nhuận của con này là bao nhiêu các anh chị? Right here, mức lợi nhuận của nó lên tới là 28.935 đô. Vì cái mức lợi nhuận lớn như vậy, nó cover được cho cái lệnh loss của CRSB và nó giúp cho cái kết quả day trading của mình ngày hôm nay nó đứng ở cái mốc là positive 18.414 đô. Thì đây không phải là một cái mức lợi nhuận diễn ra thường ngày và nó nằm ở trong cái giới hạn win and loss của mình. Nhưng mà ngày hôm nay là một ngày đặc biệt bởi vì cái biến động của con GSPR này nó đi quá đúng theo cái nhận định của mình.
Cho nên là mình có thể gồng được cho tới khi nó hit được một cái mức giá mà ở đó mình tin chắc rằng là nó sẽ bắt đầu có cái chu kỳ điều chỉnh ở đây. Cho nên mình chấp nhận mình get out ở ngay tại thời điểm mà nó vừa hit được cái mức giá khoảng chừng trên dưới là 18 đô một share. Thì đó đó cũng là cái lệnh cuối cùng của mình trong ngày. Mình chỉ thực hiện đúng một lệnh GSPR thôi và mình đã đủ. Mình biết là ngày hôm nay nó đã quá là overwhelming rồi, cho nên là mình ngay lập tức là mình dừng lại và mình không tiếp tục mình trade nữa. Bất chấp là sau đó cái biến động của mã này hay là bất kỳ một cái mã nào khác nó có hấp dẫn, nó có một cái setup nào ngon nữa hay không thì mình cũng sẽ stop trading ở ngay tại thời điểm đó để mình chờ những cái cơ hội khác vào ngày mai các bạn. Bởi vì bạn không thể nào bạn expect là một ngày bạn kiếm được 10.000 đô, 20.000 đô hay là 40.000 đô, 50.000 đô một cách dễ dàng được. Và những cái ngày như ngày hôm nay là một ngày mà nó out of expectation và nó vượt quá cái mong đợi của mình. Đó là những gì mình muốn chia sẻ cho các bạn trong video day trading ngày hôm nay, và hy vọng rằng những cái setup và những cái bài học mà mình chia sẻ trong những cái video này sẽ giúp ích cho các bạn trong cái quá trình mà các bạn xây dựng cái kỹ năng day trading của mình cho bản thân mình các bạn ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo ạ.